Sẽ ôn thi chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản. Chúng ta tiếp tục với phần 2, đó là kiến thức cơ sở. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu từ câu 21 đến câu 40. Câu 21: việc thanh toán trong mua bán thuê mua bất động sản hình thành trong tương lai được thực hiện nhiều lần, lần đầu không quá giá trị hợp đồng, những lần tiếp theo phải phù hợp với tiến độ xây dựng bất động sản, nhưng tổng số không quá giá trị hợp đồng khi chưa bàn giao nhà công trình xây dựng cho khách hàng. A. 20%, 80%, B. 30%, 70%, C. 10%, 90% và D. 500, 95%. Vậy đúng ở đây là ý B. 30%, 70%. Việc thanh toán trong mua bán thuê mua bất động sản hình thành trong tương lai được thực hiện nhiều lần, lần đầu không quá 30% giá trị hợp đồng, những lần tiếp theo phải phù hợp với tiến độ xây dựng bất động sản, nhưng tổng số không quá 70% giá trị hợp đồng khi chưa bàn giao nhà công trình xây dựng cho khách hàng. Câu 22: phần sở hữu riêng trong nhà chung cư bao gồm: A. Phần diện tích bên trong căn hộ, bao gồm cả diện tích ban công, lô gia gắn liền với căn hộ đó. Phần diện tích khác trong nhà chung cư được công nhận là sở hữu riêng cho chủ sở hữu nhà chung cư. B. Hệ thống trang thiết bị kỹ thuật sử dụng riêng gắn liền với căn hộ hoặc gắn liền với phần diện tích khác thuộc sở hữu riêng. C. Cả A và B. Vậy đúng đây là ý C. Cả A và B. Câu 23: đối tượng tổ chức cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam bao gồm: A. Tổ chức cá nhân nước ngoài đầu tư xây dựng nhà ở theo dự án của Việt Nam, theo dự án tại Việt Nam theo quy định của luật này và pháp luật có liên quan. B. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, chi nhánh văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài, quỹ đầu tư nước ngoài và chi nhánh ngân hàng nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam. C. Cá nhân nước ngoài được phép nhập cảnh vào Việt Nam. D. Tất cả đều đúng. Vậy đúng ở đây là D. Tất cả đều đúng. Câu 24: tổ chức cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam thông qua các hình thức sau đây. A. Đầu tư xây dựng nhà ở theo dự án tại Việt Nam theo quy định của luật này và pháp luật có liên quan. B. Mua, thuê mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế nhà ở thương mại bao gồm căn hộ chung cư và nhà ở riêng lẻ trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở. C. Cả A, B. Vậy đúng đây là C. Cả A, B. Câu 25: tổ chức cá nhân nước ngoài chỉ được mua, thuê mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế số lượng căn hộ trong một chung cư, trong một tòa nhà chung cư không quá: A. 20% tổng số căn hộ, B. 30% tổng số căn hộ, C. 40% tổng số căn hộ và D. là 50% tổng số căn hộ. Ý đúng ở đây là B. 30% tổng số căn hộ. Câu 26: điều kiện làm chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại. A. Doanh nghiệp hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam. B. Có vốn pháp định theo quy định của pháp luật kinh doanh bất động sản và có vốn ký quỹ để thực hiện đối với từng dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư. C. Có chức năng kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật. D. Tất cả điều trên. Vậy đúng ở đây là ý D. Tất cả điều trên. Câu 27: chủ đầu tư chỉ được phép bàn giao nhà công trình xây dựng cho khách hàng khi: A. Đã hoàn thành xong việc xây nhà, công trình xây dựng và các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo tiến độ như trong dự án đã được phê duyệt, bảo đảm kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực. B. Trường hợp bàn giao nhà công trình xây dựng thô thì phải hoàn thiện toàn bộ phần mặt ngoài của nhà công trình xây dựng đó. Và câu ID, IC, cái này đánh máy nhầm nha. C là cả A, B đều đúng. Thì mình chọn ý đúng là IC, cả A, B đều đúng. Câu 28: chủ đầu tư dự án kinh doanh bất động sản được ủy quyền cho bên tham gia hợp tác đầu tư, liên doanh, liên kết hợp tác kinh doanh hoặc góp vốn thực hiện ký kết hợp đồng mua bán chuyển nhượng cho thuê mua bất động sản. A. Đúng. B.
Sai vậy, đúng ở đây là B, sai. Câu 29. Trong các hình thức lập di chúc bằng văn bản thì A, di chúc được công chứng hoặc chứng thực có giá trị cao hơn. B, di chúc có người làm chứng có giá trị cao hơn. C, di chúc tự viết tay có giá trị cao hơn. D, các hình thức lập di chúc đúng quy định có giá trị như nhau. Và ý đúng đây là ý D, các hình thức lập di chúc đúng quy định có giá trị như nhau. Câu 30. Theo Bộ luật Dân sự năm 2015, một người lập di chúc cho một người hưởng toàn bộ di sản nhưng cả hai chết cùng lúc thì di sản này A, thuộc về con của người được hưởng di sản trong ghi trong di chúc. B, thuộc về vợ của người được hưởng ghi di sản ghi trong di chúc. C, sẽ được chia theo pháp luật. D, thuộc về nhà nước. Vậy đúng đây là C, sẽ được chia theo pháp luật. Câu 31. Trong trường hợp vợ chồng đã chia tài sản chung khi hôn nhân còn tồn tại mà sau đó một người chết thì người còn sống vẫn được thừa kế di sản. A, đúng. B, sai. Vậy đúng đây là A, đúng. Câu 32. Theo luật dân sự, bên nhận góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất có nghĩa vụ sau đây. A, thanh toán phần lợi nhuận cho bên góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất đúng thời hạn, đúng phương thức đã thỏa thuận trong hợp đồng. B, bảo đảm quyền của người thứ ba đối với đất được góp vốn. C, cả A, B. Vậy đúng đây là C, cả A và B. Câu 33. Theo luật dân sự, trong trường hợp bên cho thuê quyền sử dụng đất là cá nhân chết thì bên thuê vẫn được tiếp tục thuê quyền sử dụng đất cho đến hết thời hạn thuê. A, đúng. B, sai. Vậy đúng là A, đúng. Câu 34. Các nghị định liên quan đến luật kinh doanh bất động sản và luật nhà ở quy định ở các tổ chức cá nhân muốn bán nhà phải xây xong phần móng nhằm A, hạn chế tình trạng đầu cơ lũng đoạn thị trường. B, thắt chặt việc quản lý nhà đất. C, hạn chế giao dịch giấy trắng. D, câu A, B, C đều đúng. Và ý đúng ở đây là ý D, câu A, B, C đều đúng. Câu 35. Các loại thuế phí khi giao dịch bất động sản. Thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản. B, lệ phí trước bạ. C, lệ phí địa chính. D, tất cả các loại phí trên. Vậy đúng là D, tất cả các loại phí trên. Câu 36. Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản được xác định như sau. A, 25% trên thu nhập chịu thuế khi xác định được giá vốn, giá chuyển nhượng và chi phí liên quan. B, 2% trên giá chuyển nhượng. C, tất cả đều đúng. Vậy đúng đây là ý C, tất cả đều đúng. B, ý D, tất cả đều sai. À, mình vẫn chọn ý C nhé, tất cả đều đúng. Câu 37. Thuế trước bạ trong giao dịch bất động sản. A, 0,5%. B, 1%. C, 2%. Và ý đúng là 0,5%. Câu 38. Hoạt động kinh doanh bất động sản ở Việt Nam là hoạt động A, xây nhà ở để bán. B, môi giới bất động sản. C, xây dựng văn phòng để cho thuê. D, cả A, B, C đều đúng. À, ý đúng là ý A, xây nhà ở để bán. Câu 39. Sàn giao dịch bất động sản là thuộc lĩnh vực A, kinh doanh bất động sản. B, kinh doanh dịch vụ bất động sản. C, cả A, B đều đúng. Vậy đúng đây là B, kinh doanh dịch vụ bất động sản. D, cả A, B đều sai. Thì mình vẫn chọn ý B nhé, là kinh doanh dịch vụ bất động sản. Câu 40. Điều kiện thành lập sàn giao dịch bất động sản. A, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản phải có ít nhất 2 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản. B, người quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản. C, cả A, B. Và ý đúng đây là ý C, cả A và B nha. Anh chị hãy nhấn nút đăng ký kênh để không bị vụt mất những video tiếp theo.